các bạn nhìn thấy, thầy có hai hình vẽ là hình a và hình b, Thì thuyết phần này rất đơn giản, đây có hình a, và hình b. Và bài toán yêu cầu tính diện tích của một đa giác như kiểu hình a hoặc hình b, đó là những đa giác mà chúng ta chưa có công thức tính. Đến thời điểm này chúng ta mới có công thức tính diện tích tam giác và công thức tính diện tích của một vài tứ giác đặc biệt, đúng không? Vậy với cái hình A là một ngũ giác, hình B cũng là một ngũ giác rất khó để tính được bằng công thức. Vậy gặp những bài toán hình dạng là các đa giác mà chúng ta chưa được học thì chúng ta có thể băm nhỏ nó ra về các tam giác hoặc các tứ giác đọc hoặc là bù nó vào. Đó. Vậy lý thuyết của phần này các bạn ghi vào trong vở cho thầy. Ta có thể chia đa giác thành các tam giác như hình a hoặc tạo ra một tam giác nào đó chứa các chứa đa giác đó. Được chưa? Và với cái việc của câu a thì tính diện tích của đa giác bất kỳ thường quy về các diện tích của tam giác. Ở câu a thì chúng ta sẽ tính ba tam giác. 3